Và hôm nay thì tôi đang đi đến ngang phía đường này tại nơi tỉnh Phú Yên. Ở đây là huyện Tuy An, thôn huyện Tuy An, xã huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đấy. Và tôi đi ngang thấy một cái cây rất là to. Đây là cái cây cây sung, có thể là niên đại rất là lâu năm và tán này rất là to luôn. Đấy quý vị thấy không? Chỗ nào cũng có tái, rất là tái, tái rất là nhiều. Đấy, thì từ đây tôi đi ngang đi đến đây thì thấy một cái cây to, rất là to. Cây này chắc tầm khoảng vài trăm năm. Cây sung này, đây là cây sung. Và hôm nay thì tôi đi đến đây để mà khám phá thử cây sung này nó có cái gì không. Đấy, thì sẽ đến đây, đi đến đây đấy để mà cầu khẩn có cái lọc nào may mắn không. Và đi sát vào phía trong, đi sát vào phía trong này, phía trong này coi rất là to, dừng xe cho mình thấy nhỏ cho mình vào trong này rất là to luôn đó. Thì đi ngang đường thì thấy cái cây sung này to quá thì review bữa nào sẽ tới tới đây để mà cầu khẩn thử. Thì tôi đang đi vào thì cũng có cái hiện tượng đấy. Đây là nhang à, đây những cái nhang và điện cày và bánh vẫn còn nữa, bánh người ta đang cúng tại nơi này, chắc là xin số hay sao ạ. Đây bánh này vẫn còn, nhang này. Ở trong này trong đây cũng có cái nhang rồi này đó. Và cái cây đây là cây nghè voi thì người ta trồng tại ngay cái sung này. Ở phía trong này cũng có cái cây nghè voi này, kêu cái cây nghè voi này. Cây này thường để trước nhà thì để mà phát tài phát lộc, phát may mắn để thu hút khách, thường để trước nhà hoặc là quán xé rồi. Rất là to và ở trong này rất tối quá, to quá cho nên độ ánh sáng không có. Trái của nó này, phía dưới góc cũng có trái đấy. Và phía bên đây thì cũng có cái bàn thờ. Đây là bàn thờ gì đây? Mấy ông địa, đây có cái nải chuối và bánh trái này và cái nấng hương. Đây là ông gì, ông địa hay là ông gì đây? Ông địa hay là chắc là ông địa đấy, ông thổ địa đó. Người ta cũng cũng thờ cúng kính, thường tới đây mà chỗ ấy chắc linh lắm đấy, thường người ta tới đây để mà đặt nải chuối và bánh trái làm cúng. Đây là nước non đó. À, người ta cũng chắc thường tới để mà cầu khẩn quan vái quan xin cái lọc thì chỗ đây. Trong mây rất là mát luôn, rất là mát, lúc nào cũng có gió mát, rất là mát luôn, mát rồi ấy. Thì hiện tại tôi đang đến đây cũng 12 giờ, 12 giờ một mấy rồi, gần 1 giờ. Đấy, đi ngang đi thì thấy cái cây cổ thụ này rất là to cho nên tôi dừng đi đến đây, vừa khám phá vừa tìm hiểu cái cây này. Và đi xung quanh một vòng ra sao, và tôi sẽ quay lên cái đọt này
tàn rất là to luôn, to khủng khiếp. Cây cỡ này thì niên đại rất là lâu năm, nó mới to cỡ gì. Ở đây thì cũng phải tầm khoảng 5 người ôm, 6 người ôm bao chung quanh lại, phải 6 người ôm. Sáu hoặc bảy người ôm mới hết cái cây này. Ở đây thì có cái bì này, người ta cũng cúng kính gỡ trầu câu sự bình đau, cúng kính nó gỡ gì chỗ đây, tại nơi gốc cây sung đây cũng có nhang này. Quét rồi nha. Đó. Thì dùm người ta cũng thường đi cái ngang cái đường này đi qua lại. Đó. Hiện tại thì cũng có người đi qua lại đấy, thì trước tuần cũng có người đi qua lại. Đó, đây là chiếc xe tôi. Ở nơi này cũng chắc linh thiêng lắm á. Và bữa nào thì tôi sẽ tới đi đến đây cũng như cầu khẩn có linh thiêng hay không. Đấy, thì mời quý vị để tham khảo, sẽ có một ngày tới đây đó. Và tôi review tại nơi cái sung này, chắc niên đại này tôi dự đoán thôi, không chưa biết, chưa hỏi ai, vài trăm năm cái này có thể là vài trăm năm. Rồi thì tôi sẽ xin chào tất cả quý vị và mọi người đang xem trên kênh. Đấy, chúc cho mọi người một ngày mới trên kênh được tiền tài, được hạnh phúc. Rồi thì xin chào. Ở phía trước tôi là đồng ruộng mênh mông luôn, bát ngát.